Tối qua ngày 10 tháng 2, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng vừa truy xét và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thanh Bình, 28 tuổi, trú huyện Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam, là thủ phạm thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận trong dịp Tết nhâm dần vừa qua. Cụ thể, trong các ngày nghỉ Tết, công an quận Liên Chiểu nhận thông tin về hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy diễn ra trên địa bàn, nên khẩn trương lập án đấu tranh Đến sáng ngày 10 tháng 2, các trinh sát phát hiện Bình xuất hiện ở địa bàn phường Hòa Minh, điều khiển xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an quận đã phối hợp với công an huyện Thăng Bình theo dõi và bắt giữ Bình ở quê nhà, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Bình thừa nhận từ ngày 28 tháng 1 cho đến thời điểm bị phát hiện, đã ra Đà Nẵng thực hiện trót lọt được 4 vụ trộm cắp xe máy, lợi dụng các khu dân cư vắng vẻ, nhà dân không người trông coi thì lấy đoạn bẻ khóa xe rồi đem về quê thay biển số giả, bán lại cho những người quen biết. Số tiền có được, Bình dùng để ăn chơi và sử dụng ma túy. Hiện công an quận Liên Chiểu đã truy thu được 4 xe máy là vật chứng của vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng.